Xin chào, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hoa Kiển Kim Trang. Hôm nay shop Hoa Kiển Kim Trang xin giao lưu giới thiệu đến của chú anh chị và các bạn những cây bông trang rừng màu trắng, hoa rất là thơm. Hôm nay em sẽ giới thiệu cái mặt bông đến cho cô chú anh chị và các bạn xem nha. Hoa màu trắng rất là thơm, bên em là bán cây giống luôn. Cây giống hiện tại là trên màn hình góc phải em đang để cây cao là tầm 2 tấc. Cây giống rất là đẹp. Và đây là cái cây mẹ của shop em. Cây mẹ của em là trên 10 năm rồi nha cô chú anh chị, cho nên cô chú anh chị cứ yên tâm. Đây cái mặt hoa. Cây mẹ là em mang từ núi Cấm về, em trồng đã hơn 10 năm và bây giờ là em gầy ra cây giống cũng kha khá rồi, bán giao lưu đến cô chú anh chị và các bạn. Đây là những cây giống nè. Cô chú anh chị thấy đây là những cây nhỏ thì đủ giá tiền hết, 50k, 100k, 150k tùy theo chiều cao của cây giống nha cô chú anh chị. Hoa trang trắng rừng hoa thơm này á, là có rất là nhiều khách hàng bên em tìm mua, có nhiều mục đích, ví dụ như là về mình trồng phong thủy, rồi trồng để lấy bông làm thuốc. Thường á, thì cái trang rừng này nè, màu trắng này nè, làm thuốc nó sẽ hay hơn các loại bông trang trắng mà không có mùi thơm. Thường có mùi thơm thì cái vị thuốc ảnh sẽ hay hơn. Thành ra nhiều khách hàng mà bên em săn tìm mua trang lá lớn mà loại hoa thơm này lắm luôn. Cho nên cô chú anh chị nào có nhu cầu bông trang mà đặc biệt là màu trắng lá lớn này thì cứ alo đặt hàng bên shop em nha. Shop em là cung cấp bông trang trắng này rất là nhiều luôn. Cây giống đủ kích thước hết, cô chú mua lẻ một cây, hai cây hoặc là lấy sỉ là bên em đều giao hết à. Tại vì cây mẹ của em là cái rốc này là trên dưới gì hơn 10 năm rồi, thành ra cô chú cứ yên tâm về mặt hoa với lại chất lượng cây là em trồng rất là khỏe rồi. Cô chú về là cô chú anh chị cứ đặt xuống đất là ảnh sẽ sống rất là tốt. Rồi cô chú anh chị có nhu cầu đặt mua cây giống nhỏ, cây đủ kích thước hết nha, thì alo đặt hàng cho shop em qua số điện thoại là 0911 643 600. Em có để góc phải của màn hình ở dưới á. Rồi em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ shop em nhé.